Mình ham việc. Tôi xin đọc cho anh chị em một câu chuyện với tựa đề là Tôi hét lên của Linh Mục Nguyễn Trung Tây. Anh chị em nào nghe câu chuyện này chưa? Tôi mệt nhọc với cuộc đời, tôi khò khè với cuộc sống. Tôi làm hãng cam, làm anh cai, tôi đếm tiền. Tôi vợ đẹp, tôi con khôn, tôi ung thư, tôi hét lên. 20 năm rồi, ngày nào tôi cũng mệt thở không ra hơi, đầu nhức căng thẳng, tim đập hồi hộp, thần mắt khờ khạo. Bởi sáng nào cũng vậy, tôi dậy thật sớm, hốt hoảng như người bị ma đuổi. Tôi phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm, nước ấm dội xuống cuống cuồng. Tôi sấy tóc hối hả, tôi chải tóc vội vàng, tôi mặc quần áo thật lẹ, tôi ba chân bốn cẳng phóng ra xe để máy. Tôi biến mất vào dòng đời xe cộ ngược xuôi, tách rời dòng xe đen nghìn nghịt như những con bọ hung đông lạnh không nhúc nhích trên xa lộ chằng chịt dọc ngang. Tôi kiếm đường tắt, hốt hoảng bẻ trái, lừa lừa quẹo phải. Tôi bực bội bấm còi, tôi phóng vội vàng vào hãng cam, ngồi nhặt những trái cam tươi, tôi xếp vào thùng đều đặn như người máy. Ngồi đếm những quả cam bóng lưỡng, da căng tròn, tôi xếp vào thùng gỗ. Đường rầy dây chuyền lăn đều đẩy tới những vòng quay. Nơi cuối đường, thùng gỗ đầy cam chậm chậm lăn vào lòng xe vận tải, đầy những thùng cam. Xe vận tải đề máy quay tròn 16 bánh, xe lăn tới những nẻo đường xa lộ. Xe vận tải khác chống hoác lầm lì lăn bánh tới, nóng nảy chờ đợi những thùng gỗ cam tươi chất đầy lòng xe. 20 năm của cuộc đời vừa qua, tôi ngồi nhặt cam, xếp cam, lương khá. Thoạt tiên là 15 đồng một giờ, 5 năm sau lương tăng lên, năm thứ 7 tôi trở thành anh cai, nhận được lương phụ trội làm sếp. Được làm anh cai, tôi tới hãng sớm hơn, ở lại cũng trễ hơn, nhưng cũng chẳng sao. Sớm và trễ đều hóa ra những đồng tiền bạc trăm bạc ngàn vào ngày thứ 6 cuối tuần. Bởi thế tôi hăng hái lao vào nghề xếp những trái cam vô thùng gỗ. Cuộc đời bỗng dưng ngập những tiền là tiền. Cuối tuần cầm tờ ngân phiếu hãng cam trả với 4 con số, tim tôi đập mạnh, niềm vui tiền bạc dâng lên tê tê đầu lưỡi. Bao nhiêu nhọc nhằn cực khổ bởi sáng dậy sớm chiều về trễ, hốt hoảng tranh giành đường đi trên xa lộ tự nhiên tan biến bởi những đồng tiền vào ngày thứ 6 cuối tuần. Tôi hát nho nhỏ, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Tiền, có tiền là có tiên. Vợ tôi đã đẹp, giờ lại càng thêm đẹp bởi những đồng tiền của hãng cam. Nàng sửa cằm, bơm môi, nâng ngực, cắt mắt, nàng đẹp rực rỡ. Nàng ăn trắng mặc trơn. Tôi muốn ăn phở, nàng nấu phở nước trong. Tôi muốn ăn cháo lòng rắc tiêu sọ, cơm sườn tàu hủ kỳ, nàng lái xe BMW xuống phố mua cơm cháo. Tôi muốn hút thuốc 3 số 5, nàng ghé vào tiệm mua cho tôi mấy cây. Cẩn thận, nàng còn mua thêm mấy gói thuốc con mèo. Con tôi hai đứa, mịn da đẹp thịt, học hành giỏi giang trong trường đại học tư thục, nhờ lương 4 số cuối tuần của anh cai hãng cam. Nhà tôi cất cao nhất khu đồi, 4 phòng rộng thanh thang. Hai vợ chồng tôi một phòng, căn phòng có màn cửa nhung. Một đứa con gái, một đứa con trai, mỗi đứa một phòng. Mỗi phòng có một tivi và một máy vi tính. Cạnh phòng ăn là 3 rượu rộng thanh thang. Dưới hầm nhà xếp đều tăm tắp những chai rượu VSOP, rượu vang đắt tiền. Cạnh phòng ăn tôi gọi người tới biến thành căn phòng có ghế da hơi, nằm dài theo dõi dàn máy home theater hiệu Sony, chiếu phim trên màn ảnh đại vĩ tuyến, Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, phim Việt Nam. Tôi nằm dài coi trong rạp nhà mà tưởng mình đang ngồi coi trong rạp màn ảnh 4D 4 chiều. Cuộc sống tôi thanh thang, xe BMW, vợ tôi một cái, tôi một cái. Tôi yêu vợ, yêu con và yêu cuộc sống. Bởi yêu vợ và yêu con, tôi, anh cai hãng cam làm thêm ngày thứ 6, thứ 7 và luôn cả ngày Chủ nhật. 20 năm rồi, ngày nào tôi cũng đi làm. Tôi đếm tiền mỏi tay, tiền giấy đếm, sướng tê những đầu ngón tay. Tôi hạnh phúc mênh mông, đời tôi màu hồng, chuồn chuồn bay đầy trên cánh đồng cỏ xanh, chuột đồng no nê căng tròn rong chơi trên đồng lúa vàng.
cá chém chép vàng ươm êm đềm bơi lội dọc theo bờ sông đỏ màu phù sa. Tôi thiên đàng trần thế, hồn tôi ơi hãy vui lên. Sáng hôm qua như thường lệ, tôi dậy sớm, cổ họng đau ran rát, đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói ung thư cuống họng. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm vị thuốc. Những lần chạy chemo, tóc tôi rụng, đầu tôi xói xọi, thân thể xanh xao, mặt bụng da chì. Tôi vàng như những trái cam mà có một thời tôi xếp xếp gói gói vào thùng gỗ năm xưa. Tôi húp phở, phở không ngon. Tôi chán những chén cháo lòng rắc tiêu sọ. Tôi ói ra những miếng cơm sườn nướng tàu hủ kia. Tôi ho sặc sủa với hơi thuốc 3 số 5, thuốc đầu con mèo. Tôi nhổ ra phèn phẹt ngụm rượu đỏ Cabernet. Giờ này tôi chỉ còn nuốt được những viên thuốc ung thư. Sáng sáng nhìn qua khung cửa bình minh rực rỡ, tôi mơ sức khỏe. Tôi khóc. Trời ơi, sao đời phù vân thế này? Nếu biết thế, tôi sẽ không sống như tôi đã từng sống hơn 20 năm vừa qua. Trời mùa hạ xanh tươi, nhưng sao tôi thấy lá vàng đong đưa bên khung cửa. Tôi hối tiếc cho những ngày xưa, những ngày còn sung mãn. Cuối tuần vợ tôi ghé vào viếng thăm. 10 ngón tay của nàng màu hồng tô son thơm mùi phương phức. Cặp môi trái tim, mắt phượng mở lớn. Nước hoa từ thân thể nàng bốc mùi thơm hăng hắc. Tôi nhìn nàng, dáng nàng sang, tóc nàng đen óng, sợi tóc đầy. Tôi mơ ước sức khỏe ngày xưa. Nàng hỏi, bao giờ anh về vậy? Con tôi hôn lên vầng trán. Thôi con phải về, ngày mai con có bài thi cuối khóa, chúc bố chóng bình phục. Nhưng tôi vẫn tuột dốc, ung thư cổ họng gặm nhấm ăn mòn thân xác. Tôi rớt xuống, chạm đáy vực sâu. Tôi đốt nến, nhìn lên tượng thánh giá. Tôi đôi môi mấp máy như hàn mạc tử. Ave Maria, thánh nữ đồng trinh, xin chữa con, xin cứu con. Nếu bây giờ phép lạ xảy ra, con sẽ vẫn đi làm ở hãng cam, con sẽ vẫn làm anh cai, nhưng con sẽ không đi làm thêm ngày thứ bảy chủ nhật, bởi con đã nhận ra đời sống này vô thường. Có đó rồi mất đó, vô thường, vô thường, đại vô thường. Nhưng phép lạ không xảy ra. Tôi tiếp tục mệt nhọc với ung thư, tôi khò khè với bệnh tật. Ung thư tiếp tục phá nát cuống họng tôi. Tôi nằm dài trên giường bệnh. Con tôi hỏi, bố ơi, bao giờ bố về? Tôi khóc, tôi không nói được nữa, bởi ung thư đã phá rách toang cổ họng. Tôi run run năm đầu ngón tay viết lên trên tờ giấy trắng tinh. Sao hai đứa con gầy vậy? Con tôi nói, bố ơi, mẹ bỏ đi rồi. Tôi hét lên, tiếng hét cuồn cuộn xoáy sâu đẩy tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi mở mắt ra, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn qua khung cửa, tôi nhận ra bình minh thứ bảy cuối tuần rộn ràng cua vang. Bên khung cửa có chú chim nho nhỏ say mê hót vang khúc hát bình dị. Good morning, chào bình minh buổi sáng. Tỉnh cơn ác mộng. Tôi không hốt hoảng như người bị ma đuổi, không phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm như mọi ngày trong 20 năm qua. Nhưng tôi quỳ bên chân giường, tôi đọc một lời kinh nho nhỏ cầu nguyện với Chúa. Thấy tôi bước xuống nhà pha ly cà phê buổi sáng, vợ tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, anh không đi làm sao? Tôi đáp cộc lốc, không. Nhưng mặt tươi như hoa, nhìn qua khung cửa, tôi hát nho nhỏ một bài ca. Có bao nhiêu người anh chị, ông anh chị em có cái đam mê giống như là cái nhân vật là anh cai hãng cam ở trong câu chuyện này? Cái câu chuyện này anh chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nó đã thức tỉnh anh ta. Và cha Nguyễn Trung Tây viết cái câu chuyện này lên với cái mục đích là nhắn gửi đến mỗi một người Việt Nam đang ở tại hải ngoại này là hãy tỉnh thức. Wow, the phone, the wake up.